Luận Đại Trí Đồ, quyển 68, phẩm thứ 46, Ma Sự. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật tán thán công đức của các thiền nam thiền nữ phát vô thượng Bồ Đề tâm, hành sáu pháp ba la mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Như vậy, vì sao cũng có những thiền nam thiền nữ cầu Phật đạo mà còn gặp lưu nạn? Phật dạy: Muốn thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì thực hành Bát Nhã Ba La Mật và chẳng đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên khi thuyết pháp biện tài chẳng liền sanh. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi đang thuyết pháp mà chợt khởi ý thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì thực hành sáu pháp ba la mật mà lại chấp sự lạc thuyết, khiến biện tài liền mất. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà tâm khởi khinh mạng thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà đùa cợt chẳng cung kính thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà tâm tán loạn chẳng an định thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà có các việc chẳng hòa hợp thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà với niệm nghĩ rằng mình chẳng hiểu được ý gì trong kinh, bèn bỏ đi chẳng chép nữa, thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng giảng nói chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà khởi tâm khinh khi ngạo mạn thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà thân tướng chao động đùa cợt thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà giữa những người đồng tu khởi tâm khinh miệt lẫn nhau thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà tâm tán loạn thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà tâm chẳng hòa hợp thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, nếu thiền nam thiền nữ nào tự niệm rằng mình chẳng hiểu được ý gì trong kinh rồi liền bỏ đi chẳng muốn biên chép Bát Nhã Ba La Mật nữa thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì nhân duyên gì mà Bồ Tát này chẳng hiểu được ý gì trong kinh khiến phải bỏ đi? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì đời trước hành sáu pháp Ba La Mật chưa được bao lâu, chưa có được công đức sâu dày, nên nay nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật liền nghĩ rằng mình chẳng ghi nhận được gì. Do nghĩ như vậy nên Bồ Tát này chẳng được tâm thanh tịnh, rồi bèn đứng dậy bỏ đi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì chẳng thọ ký cho hạng Bồ Tát này? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người chưa vào được pháp vị Bát Nhã Ba La Mật thì chưa được chư Phật thọ ký vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình chẳng được đề cập đến. Do niệm như vậy mà Bồ Tát này đứng dậy từ bỏ đi. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ở trong thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có danh vị của hạng Bồ Tát này? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì người chưa nhập pháp vị, chưa được thọ ký thì chưa có được danh vị ở trong Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, khi nghe Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình, xứ sở của mình chẳng được đề cập đến ở nơi đây. Do niệm như vậy mà Bồ Tát này đứng dậy bỏ ra đi. Phải biết rằng cứ mỗi lần khởi niệm như vậy là mất đi một kiếp tinh tấn cầu vô thượng Bồ Đề. Luận: Hết thảy các pháp hữu vi đều có tăng có giảm, có trái nhau, do vậy mà có đối nghịch nhau, có nhiễu hại lẫn nhau. Dĩ như nước có thể diệt được lửa, thế nhưng khi thế lửa tăng trưởng mạnh mẽ thì lửa lại có thể diệt được nước,
dẫn đến súc vật, cây cỏ cũng nhiễu hại nhau. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng sao tránh khỏi sự quấy nhiễu, bạo hành do chúng sanh gây ra. Bồ Tát tuy có đại bi tâm, chẳng cùng với chúng sanh gây oán thù, nhưng trái lại vẫn có nhiều chúng sanh oán ghét Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát thọ thân hữu vi, nên chẳng sao có thể tránh khỏi các lưu nạn do chúng sanh gây ra. Trước đây Phật dạy rằng, do công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát được chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên thường hộ niệm. Trước đây Phật chưa có nói đến các trường hợp oán tặc, tác hại do chúng sanh gây ra để nhiễu hại Bồ Tát. Nay Phật thương xót chúng hồi và Ngài Tu Bồ Đề nên đã rộng nói về các ma sự. Nên biết Phật giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Thế nhưng vì Bồ Tát phát nguyện làm các việc lợi ích cho chúng sanh, nên Phật cần phải chỉ bày rõ, phải phân biệt rõ các sự tướng sai khác như tốt và xấu, đạo và phi đạo, lợi và hại, vân vân, cùng nêu lên các lưu nạn có thể xảy ra trong quá trình hành Bồ Tát đạo. Do đã biết được các lưu nạn có thể xảy ra, nên Bồ Tát có thể tự điều phục dễ dàng, giữ được tâm kiên cố, tinh tấn tu hành Bồ Tát đạo để mau đến được vô thượng Bồ Đề. Hỏi: vì sao người hành Bồ Tát đạo vẫn còn bị lưu nạn? Đáp: Bồ Tát tuy đã phát tâm cầu vô thượng đạo, tuy đã vượt ra ngoài tâm phàm phu, nhưng vẫn còn thọ xác thân, nên chẳng sao tránh khỏi ách nạn như bệnh hoạn, đói khát, nóng lạnh, vân vân. Bởi vậy nên các ma quỷ, các kẻ tà nghi, ác kiến, bất tín, vân vân có được chỗ tiện lợi để gây tác hại, quấy phá Bồ Tát. Nói chung, tất cả những gì quấy nhiễu làm trở ngại quyết tâm tu hành Bồ Tát đạo đều gọi là quán tặc của Bồ Tát, đều là ma đến để quấy nhiễu Bồ Tát cả. Nên phân biệt có hai loại ma, đó là nội ma, tâm phân biệt các pháp, tâm chấp thế gian pháp, tâm ưu sầu nghĩ rằng mình chẳng được pháp gì, vân vân, là nội ma. Ngoài ma, các nạn ác thú, độc trùng, cướp bóc, phỉ báng, vân vân là ngoài ma. Trong kinh có nói đến bốn loại ma, đó là: một, phiền não ma, tất cả các phiền não đều gọi là phiền não ma. Hai, ngũ ấm ma, do các phiền não tập khí hòa hợp tạo thành các nghiệp báo nhân duyên nên mới dẫn đến có thọ sắc thân. Sắc thân do bốn đại hòa hợp tạo thành là hữu di pháp nên là vô thường, là khổ. Lại nữa, do năm ấm chi phối mà khởi sanh ra tham, sân, si cùng vô lượng các phiền não. Đây là do sáu căn giao tiếp với sáu trần dẫn sanh ra sáu thức, rồi sáu thức lại hòa hợp với nhau khởi sanh ra vô lượng thức vậy. Bởi vậy nên gọi là ngũ ấm ma. 3. Tử ma, khi vô thường hiện khởi làm tán hoại bốn đại, tạo ra sắc thân, phá vỡ sự tương tụ của năm ấm thân, khiến màng căn phải đoạn dứt, hữu tình phải chết, đây là tử ma. 4. Thiên ma, thiên ma là tên dùng để gọi chung các loài ma ở trên cõi trời. Do còn các chủng nhân ưa thích thế gian lạc, ưa trú hữu sở đắc, nên thường sanh tâm tật đố, tà kiến đối với các bậc thánh hiền. Do có sức thần thông biến hóa tự tại, nên các thiên ma thường làm ngăn trở sự hạnh của chư thánh hiền. Hỏi: nói về ngũ ấm ma là đã giết trọn các loài ma rồi, như vậy vì sao còn phân biệt bốn loại ma làm gì nữa? Đáp: thật ra chỉ cần nói ngũ ấm ma là đầy đủ rồi. Dĩ như do nhân duyên có năm ấm mà khởi sinh ra các phiền não nên mới nói phiền não ma giết trong ngũ ấm ma. Do nhân duyên có các phiền não như tham dục, sân nhuế, phá hoại thân tâm, đưa đến sự đoạn dứt của màng căn, nên nói tử ma cũng nhiếp trong ngũ ấm ma. Các loài thiên ma do có thần thông biến hóa, thường đem tâm tật đố tà kiến đoạt huệ mạng của những bậc tu hành, đó cũng là nhân duyên đưa đến sự đoạn mạng, nên cũng nhiếp trong ngũ ấm ma. Thế nhưng cũng cần phải phân biệt rõ ràng bốn loại ma để người tu được dễ dàng trong việc hành đạo. Hỏi: vì sao thiên ma thường não loạn người tu hành? Đáp: đã có thân năm ấm là có phiền não khởi sanh. Khi đã có phiền não khởi sanh thì thiên ma được chỗ tiện lợi để hòa hợp năm ấm phiền não. Bởi vậy nên khi nói đến phiền não ma là đã có sự hòa hợp của ngũ ấm ma rồi vậy. Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: trước đây Phật đã tán thán công đức
của Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật. Vì sao đây Phật lại nói đến các ma sự của Bồ Tát? Những gì là ma sự của Bồ Tát? Phật dạy, khi thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát ngồi trên tòa cao để thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh, ắt sẽ làm cho người nghe khởi sanh phiền não. Thắc mắc về lý do vì sao pháp sư chẳng chịu nói pháp trong lúc thính chúng đang nóng lòng muốn được nghe. Do suy nghĩ như vậy mà người nghe khởi niềm bất kính đối với pháp sư, cho rằng pháp sư sợ hãi nên chẳng nói, hoặc pháp sư có phạm lỗi gì thâm trọng nên chẳng nói, hoặc pháp sư chẳng được cúng dường nên chẳng nói, hoặc pháp sư khinh thường thính chúng nên chẳng nói, vân vân. Đây là các nhân duyên phá hoại tính tâm của những người nghe pháp. Bởi vậy nên khi pháp sư muốn nói pháp mà chẳng nói được thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Dĩ như có nhiều lần Phật hỏi ngài A Nan về một vấn đề gì mà ngài A Nan bị ma ám chẳng đáp lại được. Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật: vì nhân duyên gì mà biện tài chẳng sanh được?